Những giọt nước mắt từng rơi xuống, những đoạn đường bạn từng đi, những vất vả từng gánh chịu, những đau khổ từng nếm trải. Tất cả sẽ tạo nên một con người của chính bạn thật khác biệt. Cho nên, có bản lĩnh thì không sợ, đủ lòng tin thì cứ bước ra xã hội. Ở đó có môi trường tôi luyện giúp cho chúng ta trưởng thành. Khi nóng giận đừng nói chuyện, vì chúng ta không thể lường trước được những lời mình thốt ra có thể tổn thương người đối diện hay không. Khi bản thân đang không cân bằng, tốt nhất là im lặng, vì mọi phát ngôn lúc này đều bị nhiễm hơi nóng của lửa giận, chẳng nói gì hay ho. Nỗi nóng với người mình quan tâm, càng nghĩ chỉ càng giận. Ai trọng ai khinh nên phân biệt rõ ràng. Nếu có thể luận tình thì tốt nhất đừng nói lý.